Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch quý thầy tại viện Chiên Tu cũng như trên chùa Quán Thế Âm và toàn thể quý Phật tử, những vị Phật tử đang online trực tiếp trên toàn thế giới. Hôm nay 30 tháng 4 năm 2022, nhằm ngày 30 tháng 3 năm Nhâm Dần. Tại viện Chiên Tu, mỗi ngày vào lúc 10 giờ sáng giờ Việt Nam có phóng sanh và có phát trực tiếp trên toàn thế giới. Hôm nay chương trình phóng sanh hầu như các Phật tử trên toàn thế giới cũng như nước Việt Nam rất là ủng hộ. Cứ mỗi lần phóng sanh thì một ngày Thầy Tánh, như hôm qua Thầy Tánh, thì hôm nay là Thầy Thánh Tuệ đọc. Tuy nhiên bữa nay thì Giác Nhàn có vài cái chương trình thông báo cũng tương đối khá quan trọng, cho nên thành ra không đủ cái thời gian để Thầy Thánh Tuệ đọc. Để hôm sau Thầy sẽ đọc. Cái việc phóng sanh đó thì quý Phật tử ở các nước vào cái giờ này tương đối cũng tương đối là nó thuận tiện, cũng như là bên Pháp thì sư cô hành hải vào cái giờ này thì cũng 4-5 giờ sáng, sư cô cũng dạy công phu. Có những lúc sư cô tham dự phóng sanh trực tiếp. Và đặc biệt sư cô thì ở bên nước ngoài hay có những cái tiền lương rồi tiền nuôi bệnh, ba của sư cô bệnh thì sư cô cũng gom góp gửi về ở đây để phóng sanh. Về cái việc phóng sanh gom góp Phật tử các nơi gửi về cúng dường, đó là tùy hỷ, chứ thường thì chúng tôi cũng không có kêu gọi. Rồi bên Mỹ, thì giống như là ở bên Oregon, bên Cali thì giờ này cũng 8-9 giờ tối. Bên Maryland, hiện tại là cô Diệu Phúc hầu như là mỗi ngày cô có tham dự và bây giờ là đến 11 giờ tối. Thì đó là cái việc phóng sanh mà toàn thế giới nhiều người rất là hưởng ứng, bởi vì họ tin cái công đức phóng sanh kéo dài thọ mạng. Và tin cái công đức phóng sanh giúp cho mình cái lúc lâm chung ra đi nhẹ nhàng, không đau đớn, không có ân gia trái chủ đến để đòi nợ. Bên cạnh đó là cái công đức phóng sanh là lòng từ không giết, nó tương ưng với lại cái tịnh nghiệp mà trong Quán Kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật có dạy, đó là hiếu dưỡng cha mẹ, tôn kính sư trưởng, lòng từ không giết và tu 10 điều thiện. Đây là cái chánh nhân của người tu tịnh độ vãng sanh. Nếu mà mình có trí tuệ sáng suốt, mình có tiền tài đầy đủ nhưng mà thọ mạng mình ngắn thì không có dùng được. Cho nên cái vô lượng trí tuệ, vô lượng phước báu đều phụ thuộc vào vô lượng thọ hết. Và vô lượng thọ là đại diện cho tất cả những cái vô lượng khác. Vì vậy cho nên chúng tôi đề xướng phóng sanh bây giờ và mãi mãi về sau. Mong quý Phật tử sắp xếp được thời gian để vào để mà phóng sanh. Tuy rằng mình không có bỏ tiền ra, và tuy rằng mình không có ngồi trực tiếp ở đây, tuy nhiên mình xem lại. Có một số video như hồi hôm qua đó, là Thầy Tánh, Thầy Thánh Tuệ gì đã đọc có thì đến chiều người ta xem lại khoảng 500 mấy 600 người. Nhưng mà cái lúc mà vừa phóng sanh xong chúng tôi kiểm tra khoảng 300 mấy chục người. Đó là chưa nói trên chùa mình mấy trăm người mỗi ngày buổi sáng 10:30 họ vào ăn cơm, họ cũng xem phóng sanh. Xem lại thôi cũng y chang như là họ xem trực tiếp như vậy. Đó là cái việc mà chúng tôi rất là tán thán quý Phật tử khắp nơi trên thế giới hưởng ứng cái chương trình phóng sanh của chùa Quán Thế Âm. Đặc biệt cũng tán thán cái công đức của quý thầy mỗi buổi sáng đi mua về xong rồi chuẩn bị phóng sanh xong rồi. Như hôm qua chúng tôi đi về tới đây cũng gần 12 giờ trưa mới ăn cơm mà mấy thầy rất là hoan hỷ. Mấy thầy hoan hỷ để mà tạo cái công đức phóng sanh này, cho nên cái chương trình phóng sanh này có thể duy trì được lâu dài. Bên cạnh đó chúng tôi cũng thông báo ngày mai ở trên chùa có cái ngày Chủ Nhật Cộng Tu, và cũng là cái ngày 49 ngày của cụ ông Chu Xuân Ba pháp danh Thiện Trung. Ngày mai gia đình có tật bạch cúng dường trời tăng, cho nên cái giờ phóng sanh ngày mai nó trở lại khoảng 9:30, 9 giờ đến 9:30 khoảng đó. Vì vậy cho nên
Sáng ngày mai thì không phóng sanh ở khu chiên tu mà phóng sanh trên chùa và có phát trực tiếp lúc 9 giờ rưỡi. Thông báo để quý Phật tử biết và khoảng 10 giờ là bắt đầu gia đình họ tắt bạch cúng dường trời tăng và chúng tôi sẽ có giảng phát trực tiếp vào ngày mai. Và Chủ nhật tuần sau cũng thế, cũng có một cái gia đình của ông cụ Lê Trí Toàn ở ngoài Hà Tĩnh. Bữa đó chúng tôi sẽ giảng ông cụ này cũng rất là đặc biệt. Coi như là hai ông cụ Chu Xuân Ba cũng là một người kỳ tích mà chúng tôi có một số những cái thông tin. Ông ra đi lúc 90 tuổi và gần như là cái việc ra đi của ông có sự xếp đặt sẵn. Và ông Lê Trí Toàn thì cũng là một nhân vật đặc biệt, bán bún bò suốt 30 năm sau ông bị ung thư cái vòm họng. Khổ đau bao nhiêu năm trời nhưng mà vô trong chùa của mình đới phòng hộ niệm là ngày đầu tiên, ngày thứ hai hộ niệm, ngày thứ ba mất, ngày thứ tư đi thiêu rồi gia đình lấy cốt về, liên tục như vậy, không có nằm ly bì lâu giống như ở nhà. Chủ nhật sau thì chúng tôi sẽ nói đến ông cụ này và cũng sẽ phóng sanh vào lúc 9 giờ rưỡi sáng và có phát trực tiếp. Những ngày phóng sanh trên chùa thì thường là khoảng 9 giờ rưỡi để 10 giờ gia đình đến tắc bạch cúng dường trai tăng và chúng tôi sẽ cũng có giảng vào Chủ nhật tuần sau nữa. Và Chủ nhật tuần sau nữa đó là vào cái ngày 15, ngày Phật Đản. Tới 14 và thứ Bảy thì tổ chức một cái lễ tắm Phật rất là lớn và có quay trực tiếp. Các quý thầy sẽ hướng dẫn cho quý Phật tử. Và buổi chiều hôm đó thì sẽ nấu những món ngon như bánh bao, súp đồ cho quý Phật tử về buổi chiều hôm đó dùng. Hai năm nay vì dịch Covid cho nên đất nước Việt Nam mình không có tổ chức lễ Phật Đản. Năm nay Covid dịch bệnh nó cũng tương đối ổn ổn cho nên các trụ sở của Ban trị sự huyện, Ban trị sự tỉnh và các tỉnh thành đã họp và lên chương trình tổ chức Phật Đản thì chùa mình cũng thế. Mình sẽ làm cái lễ tắm Phật vào tối thứ Bảy, 6 giờ rưỡi bắt đầu nhưng mà khoảng 5 rưỡi quý Phật tử văn tập. Khoảng 4 giờ 4 rưỡi cho Phật tử dùng chiều. Đó là thông báo cho quý Phật tử khắp nơi để mà về tham dự cái lễ tắm Phật. Và sáng hôm sau là ngày 15 cũng là Chủ nhật đó. Thì 9 giờ rưỡi phóng sanh, 10 giờ có Phật tử cũng tắc bạch cúng dường trai tăng. Cô Phật tử này ở bên Áo, cô về cô phát tâm cúng dường trai tăng vào ngày 15. Chúng tôi cũng có giảng và phát trực tiếp, sau đó là vào hạ 3 tháng từ rằm tháng 4 đến rằm tháng 7. Đó là chương trình chúng tôi thông báo cho những người đang xem trực tiếp trên toàn thế giới, cũng như là cái video này đưa lên để quý Phật tử biết, để về tham dự những cái ngày lễ chúng tôi vừa thông báo qua. Thưa quý vị, cái việc mà để cho mình tạo những cái công đức á, thực sự mình phải có một cái nhân duyên và cái thiện căn. Có những người họ nghe cái thông tin chúng tôi phóng sanh mỗi ngày nhưng mà họ không có duyên. Vì cái công việc của họ gia duyên bận biểu quá. Vì vậy cho nên họ không có vô tham dự trực tiếp cũng như là họ không có tham dự ở trên mạng internet được. Và cái duyên của họ không có để mà phóng sanh, để mà họ tin tưởng. Thì chúng tôi thấy đó là sự thiệt thòi rất là lớn. Thực sự cái thời gian phóng sanh nó không có nhiều. Trong vòng nửa tiếng, giờ Việt Nam từ 10 giờ đến 10 giờ rưỡi, có khi 10 giờ 20 thôi. Khoảng 15-20 phút nửa tiếng thôi. Mà cái công đức này thì bất khả tư nghì. Tại vì cái công đức mà cứu mạng và cứu nạn, nạn là tất cả chúng sanh hôm nay chim rồi cá lương này nó gặp nạn, đang bị nhốt, chuẩn bị người ta đến mua, là người bán chặt đầu. Hôm trước chúng tôi xuống đi với mấy thầy mua đó, để mà phóng sanh nó thấy mấy người họ đứng bên ngoài, họ chỉ con cá này là họ bắt ra, họ cầm con cá lên, họ quăng xuống đất, cái bạch là con cá hết dãy nổi đơ rồi. Họ cầm một cái dùi á, cái sờ gồ, cái dùi của đập ngay cái đầu một cái, nó nằm im ru hết nhúc nhích luôn. Rồi bắt đầu họ lọc bụng, mổ bụng, họ làm lẹ lắm. Mà trong cái chỗ bán đó là chỗ nào cũng ghi cái bảng là đang tuyển nhân viên, đang tuyển người. Bởi vì cái nghề này ít ai dám làm, nhưng mà họ làm họ thấy có tiền nhanh. Là đi mua cá mang về bán lại thì nó nhanh hơn là mình trồng rau, trồng cỏ mình đi bán.
Vậy cho nên thành ra khi chúng tôi thấy cái hành trạng mà con cá mà nó bị đập đầu xong rồi họ bán thêm ngò, bán thêm đồ đạc về nấu canh chua, cá lóc đồ vậy đó. Thì trong lòng chúng tôi cảm động chịu không nổi. Thì kêu thôi giờ mình bớt tiêu dùng rồi mình để dành tiền mình mua những loại chúng sanh này. Tuy rằng mình mua không hết một lần được. Và có nhiều người nói là mình mua như vậy con này thì còn con kia làm sao. Thì thôi khả năng mình cứu được bao nhiêu mình cứu thôi. Và cái quan trọng là mình mua để mình cứu chúng sanh, để cho cái lòng từ bi mình nó phát triển. Bởi vì mục đích là mình để mình nuôi dưỡng cái lòng từ không giết và phóng sanh cứu thả. Còn cái việc mà trong khả năng mình làm được bao nhiêu mình làm. Chứ còn không mình kêu là nếu mình mua con này mình không mua con kia thì cũng vậy. Không phải như vậy đâu. Nếu mà mình mua được con nào, mình cứu được con nào thì tốt con đó thôi. Chứ nếu mà mình kêu là phải mua hết mình mới đi mua. Còn mình mua mà cứu không hết thì mình mua vậy cũng không có lợi ích. Không phải, có lợi ích chứ. Cứu mạng ít thì có phước ít. Mà cứu mạng nhiều thì có công đức, phước đức nhiều. Không cứu thì không có. Bây giờ nó đang gặp nạn, chuẩn bị là nó chết. Bây giờ mình cứu nó thoát khỏi nạn. Đặt trường hợp mình như loài súc sanh đó, mình như con cá, con lươn. Mà được người khác mua cứu thì cái niềm vui của mình như thế nào, mình biết không? Cũng như là mình đang chuẩn bị người ta bắt mình vô trong tù. Mà mình là không có tội gì hết, bị bắt oan. Mong có người cứu không? Mong chứ. Mà có người cứu ra mình mừng không? Mừng lắm. Con thú cũng y như mình vậy thôi. Nó cũng có cái tánh linh như mình. Nó cũng vô tội. Nó đâu có tội gì đâu. Nó đâu có tội tình gì với mình đâu. Nó không có gây gỗ chọc ghẹo với mình. Mà tự nhiên lại mình giết nó. Giết một con thú này vô tội thì không biết cái tội mình nó lớn như thế nào. Vì vậy cho nên thành ra cái việc mà mình hiểu thấu được cái lý phóng sanh để mình hành cái sự á, thì người này phải có thiện căn và có nhân duyên. Thì nó mới tạo ra cái công đức phước đức. Cái thiện căn là nhiều đời người này thương súc vật, thương người, tin lời Phật, là người này có thiện căn. Và người này có cái nhân duyên, tức là họ có cái nhân duyên với như nhân duyên với chúng tôi đi. Như hôm nay chúng tôi nói được những cái đạo lý này, thì khi họ tin được cái đạo lý này là họ có nhân duyên với chúng tôi. Và họ có cái nhân duyên với cái việc phóng sanh. Thì khi mà cái nhân duyên có và thiện căn có, chứ nếu mà họ có thiện căn mà họ không có nhân duyên thì cái việc mà phóng sanh nó cũng khó thành tựu. Mà nếu mà họ có nhân duyên mà không có thiện căn thì họ làm cho vui thời gian họ cũng bỏ. Cái thiện căn họ không sâu dày, họ làm thời gian là họ bỏ cũng vậy. Cái người niệm Phật mà không có thiện căn, phước đức, nhân duyên sâu dày, họ niệm Phật thời gian họ chán cái họ bỏ. Rồi họ sanh ra những cái nghiệp lực, cái bệnh hoạn, cái họ chuyển không được, cái họ kêu niệm Phật vô ích, không có cái màu nhiệm gì cả, họ bỏ. Thì cái thiện căn người này yếu kém. Cho nên hai cái phần mà thiện căn mà với phước đức nhân duyên đó, nó rất là thù thắng. Vì vậy cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong kinh A Di Đà đó là muốn làm một việc thiện thì người này phải có thiện căn, phước đức, nhân duyên. Họ mới làm được việc thiện, họ mới vun trồng được công đức. Mà chúng tôi thì tin cái công đức phóng sanh này, tin 100%, tin tuyệt đối. Bởi vì từ cái lúc mà chúng tôi cơ hàng, tức là cơ là đói mà hàng là lạnh, ở trên núi voi, trên chùa Quan Âm, lúc đó gạo cũng thiếu, gọi là đói mà nhà thì dừng mấy miếng ton ọt ẹp. Gọi là cơ hàng, chúng tôi đã bắt đầu tin tưởng cái pháp phóng sanh rồi. Mãi đến hôm nay chúng tôi đeo đuổi cái phương pháp phóng sanh này. Vì vậy chúng tôi mong rằng những Phật tử có mặt cũng như là khắp nơi trên thế giới, cũng như là chùa Quán Thế Âm trên đó, cố gắng duy trì cái phương pháp phóng sanh này. Bận gì đi nữa, đến cái lúc mà 10 giờ sáng cũng như ngày mai thì 9 giờ rưỡi đó, thì mình vân tập lại trong gia đình của mình, ngồi trang nghiêm. Nếu mà mình có một cái màn hình mình mở ra, rồi cả gia đình mặc áo tràng ngồi y chang như là giữa cái đàn phóng sanh như vậy, mà một chút thành kính là một chút phước báu, một 10 phần thành kính là 10 phần cái phước báu công đức. Một thời gian cái bắt đầu là gia đình thay đổi, con cái ngoan, học hành đỗ đạt, rồi gia đình mình bắt đầu nó yên ổn, làm ăn phát đạt, vân vân mọi thứ. Nó đặc biệt như vậy. Vì vậy cho nên thành ra hôm nay thì thỉnh thoảng chúng tôi cũng sẽ có một vài chương trình thông báo rồi khích lệ anh em đại chúng một chút. Vì cái việc mà hai thầy Tánh với thầy Tuệ đọc văn sao, thì thực sự những người có căn lành lắm họ nghe văn sao là họ mới cảm được, chứ không thôi họ nghe họ cũng ngán. Chứ không phải dễ đâu.
Cho nên mình đem cái tâm mà thanh tịnh á, mà không nhiễm mấy trần á, để mà mình nghe cái lời của Phật Bồ Tát tỏ á, thì nó có cái cảm xúc mà nó an lạc vô cùng. Còn mình đem cái tâm vọng động mà phiền não mà dính mắc, mà mình định nghe cái lời của tổ Phật Bồ Tát, nhiều lúc mình nghe không nổi, bởi vì tâm của mình nó không tương đồng, nó tương ưng với cái lời Phật tổ, cho nên mình nghe nó dội liền. Nhưng mà cố gắng nghe một thời gian để bắt đầu nó thâm nhập. Phàm phu chứ đâu phải thánh nhân đâu mà nghe cái là mình thâm nhập được liền, thấy không? Tụng kinh ngàn lần thì nghĩa kia mới tự hiểu, đọc sách ngàn lần thì nghĩa kia mới tự hiểu, chứ không phải mình nghe qua một lần, đọc một lần mà hiểu được đâu. Cho nên mỗi ngày chúng tôi là để cho thầy Tánh với thầy Tuệ, chủ nhật thì thầy Minh đọc hoài, đọc mưa dầm thấm lâu, mình nghe lâu ngày là mình thâm nhập. Mãi đến hôm nay mỗi lần mà chúng tôi nghe thầy Tánh, thầy Minh, thầy Tuệ mà đọc, thì tuy rằng những đoạn đó chúng tôi nghe qua rồi, nhưng mà khi mà đọc rồi chúng tôi cảm động, cảm xúc liền, mà gần như là mình nghe như là mới nghe như vậy, đã nghe qua rồi nhưng mà tự nhiên mình có cái ngộ nó khác nhau. Mỗi lần nghe mỗi lần khác. Nghĩa của kinh của lời Phật là vô lượng nghĩa. Nhưng bữa thầy Tuệ thầy đọc cái đoạn đó nó quá hay, chúng tôi kêu thầy lấy chép lại qua USB để cho nhàn, để lại trong máy. Tuy rằng mình đọc qua rồi đó mà hôm nay nghe lại nó vẫn là khác. Vì vậy cho nên thành ra chúng tôi mong rằng cái pháp phóng sanh này quý thầy cố gắng duy trì. Mình bỏ cái công sức của mình ra để mình đi mua, rồi mình đi thả, rồi cái việc mà chúng tôi để mà duy trì cái chương trình phóng sanh này thì chúng tôi nghĩ rằng là duy trì lâu dài. Hiện tại bây giờ cứ 5 triệu một ngày, cứ tháng là 150 triệu, quý thầy bỏ công, còn tam bảo của mình có cái quỹ trích ra, cũng như quý Phật tử tùy hỷ, là mình sẽ làm cái phóng sanh này lâu dài. Và cái lợi ích của phóng sanh này chúng tôi nghĩ một thời gian sau thì quý Phật tử sẽ cảm nhận được cái công đức phóng sanh. Vì cái việc phóng sanh này của Phật Ngài cũng dạy trong kinh Đại Tập là 10 công đức phóng sanh, chứ không phải là mình tự dựng, mình bịa lên, rồi mình dụ dỗ người khác để cúng dường tiền, rồi mình không có làm như lý như pháp, thì như vậy nó không tới đâu hết. Vậy cho nên thành ra cái việc này là lời Phật dạy, mình làm đúng như lý như pháp, mà chân thật mình làm thì có cái sự cảm ứng màu nhiệm và cái sự duy trì nó được bền bỉ lâu dài. Dạ, A Di Đà Phật, thì hôm nay Giác Nhàn có vài lời chia sẻ như thế. Mọi chi tiết xin liên hệ Pháp hội Niệm Phật A Di Đà, chùa Quan Thế Âm, website www.vôlượngthọ.vn, địa chỉ thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, điện thoại 0909 747474, hoặc 0933447312. Quý vị liên hữu đồng tu muốn thỉnh kinh A Di Đà hoặc các sách của tổ sư Ấn Quang, xin liên hệ số điện thoại sau: 0792 344 948 hoặc 0904 775 948. Quý vị muốn ấn tống kinh sách, tượng Phật, phóng sanh, cúng dường tam bảo, vân vân, xin tùy hỷ gửi vào tài khoản: 1. Tài khoản cũ. Tên tài khoản Trần Văn Hơn. Số tài khoản 056100747474. Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Đức Trọng, Lâm Đồng. Số 2. Tài khoản mới. Tên tài khoản Trần Văn Hơn. Số tài khoản 11117474. Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Đức Trọng, Lâm Đồng. Số 3. Tài khoản Sacombank. Tên tài khoản Trần Văn Hơn. Số tài khoản 0500 1769 0393. Ngân hàng Sacombank, chi nhánh Đức Trọng, Lâm Đồng. Số điện thoại liên lạc 0933 447 312. Quý vị Phật tử ở Mỹ và Canada phát tâm ấn tống kinh sách, tượng Phật, phóng sanh, cúng dường tam bảo, vân vân, xin tùy hỷ gửi vào tài khoản Bank name John Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam, Lâm Đồng, France. Bank address 33 Nguyễn Văn Cừ Street, Hoa Quan, Đà Lạt City, Lâm Đồng Province. Swift code BFTVVNVS 056. Account no 0561 370 747474. Name of account Trần Văn Hơn.
Địa chỉ Việt Nam, thôn Phú Thành, xã Hiệp Thành, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Xin trân trọng kính chào quý vị. Nam mô A Di Đà Phật.